Xin chào quý khách thân yêu của em đã trở lại kênh cửa hàng Thành Thập chuyên về máy cắt cỏ Hai Thị ha. Hôm nay cũng là ngày mùng 4 ngày đầu năm, cho nên em khai trương lại để đáp ứng nhu cầu của quý khách. Em ngày nghỉ Tết mà quý khách quá trời điện em luôn. Thì hôm nay cũng nhân ngày đầu năm, cho nên em chúc quý khách một năm thật là thịnh vượng, an khang, giàu sang, phú quý. Đặc biệt tại gia đình của mình thì ngày càng phát tài phát lộc, sức khỏe dồi dào nha. Rồi. Rồi bây giờ em sẽ trở lại với cái tiêu đề. Hôm nay em lên lên máy là một cái lô máy chữ C nha quý khách, 20 cây. Rồi quý khách cảm thấy máy mình chốt được chữ nào thì cho em chữ C, ví dụ từ C1, C2, C3. Mình chốt một cây nào đó ngẫu hứng cùng với cái số điện thoại phía dưới cái bình luận ha. Thì em sẽ chốt đơn, em sẽ điện lại cho quý khách. Còn quý khách không ngại gì thì có thể điện lại cho em số điện thoại là 0858 256 356. Đó là số điện thoại liên hệ trực tiếp của em. Rồi cái đó cũng là số Zalo luôn nha. Quý khách nào mà muốn coi máy trực tiếp á thì mình qua Zalo kết bạn với em á, em sẽ gửi máy cho mình xem. Rồi thích thì chốt, không thích thì em sẽ gửi cái máy khác. Rồi khi mà máy này á quý khách chốt thì cho em số điện thoại và địa chỉ, thì em ship đơn tới nhà cho kiểm tra hàng trước khi nhận. Đúng máy test nổ ok, cắt cỏ đứt thì hãy nhận ha. Một cây máy của em ship đi á thì kèm 5 món đi kèm, là một cái lưỡi dài hoặc là lưỡi tròn thì tùy theo quý khách ưng, hoặc là một cái ổ khóa cước ha. Lấy một trong ba cái là lưỡi, cắt cỏ, dây đeo, tiết mổ bogey với cái lục giác bón, 4 là 5 món đi kèm. Còn mà gắn thêm cái đầu bơm nước nữa thì thêm giùm em 100.000 là em gắn dùng quý khách đó ha. Còn không gắn đầu bơm nước thì thôi. Ví dụ một cái máy như vậy thì mình có thể phát cỏ và thêm bơm nước nữa là hai chức năng trở lên nha. Còn tum gọi thì mình có thể là tùy theo mỗi cái máy mình thay đấu được bình xịt là ba chức năng trở lên. Rồi tùy theo cái máy mà mình chốt nha quý khách. Ví dụ như nhà mình xài ít á, thì phát cỏ mềm ở miền Tây em thì lựa máy nồng nhỏ thôi. Nồng nhỏ đi, công suất nhỏ nên ít hao xăng, nó nhẹ, mình có thể bưng quát rồi rất là nhẹ, xài ít á. Còn những anh nào mà ở vùng đất lắc đất nông á, thì phải lấy những cái máy mà công suất mạnh, nồng to để phát cho nó khỏe hơn. Em tư vấn kỹ luôn cho ha, cái có gì thì alo cho em tư vấn rất là kỹ, rất là nhiệt tình, không mua cũng được. Đặc biệt nha, khi mà quý khách mà chốt máy á, nếu mà được luôn ha, báo giùm em số tuổi người sử dụng máy nha. Cho nên là em tư vấn nhiệt tình luôn. Khi mà có những bác á là 78 tuổi rồi. Trời ơi, giật máy thấy thương luôn ha. Mà thích máy mạnh à. Rồi giờ khi nhận hàng á thì nói than cái cũng tội nghiệp, bởi vì được thì báo em số tuổi luôn. Rồi. Bây giờ em sẽ vô chữ cái đầu tiên. Đặc biệt mua hàng bên em không có lấy cọc nha quý khách. Nên em sẽ bổ sung. Cái máy đầu tiên là cây C1 nha. Cái C1 này là Shinewa 24cc 32 ly ha. Cái máy này rất là đẹp. Bugi đứng, nồng đứng luôn nè. Wow, bugi đứng. Đây em sẽ test thử cho quý khách xem nha. Rồi trước tiên thì mình sẽ bóp cho xăng nó lên. Rồi sau đó thì mình đóng le. Dẹp. Mở le ra. Nha quý khách ha, máy rất là đẹp luôn, zin hết, chỉ chế này chế máy và chế hai kim luôn nha, rất là ngại nổ ha. Đây xin đây qua tem nó còn luôn ha, made in Japan luôn, rất là đẹp nha mấy anh. Đó công tắc nè, cái này ra trên ghi đông nè, rất là đẹp, trắng cỡ zin đầu bọc zin giùm em nha, quá trời đẹp xuất sắc luôn nha quý khách ha. Rồi tum liền nha. Đó. Rồi, quý khách nào chốt giùm em chốt C1 nha. Cái này thì chuyên cắt là mình cắt cỏ mềm nè, ngần lợi xăng nè, nhạy nổ nha. Rồi, bên em thì nói chung bán hàng là không có lấy cọc, cho nên là mình xem thật kỹ, thật là kỹ máy mình hãy chốt nha quý khách. Để không lấy cọc cái bên đó bán không lấy cọc rồi mình ỷ y mình chốt máy. Thích cái gì nhìn ưng sơn cái chốt. Để khi mà quá trình đóng hàng với giao hàng tới chỗ nó mất thời gian rồi cho đi cho về cũng tội nghiệp anh em ha. Đó, anh em nói rất là kỹ rồi. Lớn rồi mình cũng không nói hai ba lời phải không? Bây giờ em sẽ sang cây C2 là cây Astin. Rồi
cái này là chế zin nha, chế hai kim hay dòng máy này chuyên là chế hai kim, chế hai kim nhảy nổ nha quý khách ha, là cái này một kim ở trên đây nè, nó một kim nữa gọi là hai kim nha, 22cc 31 ly tum liền nha, 1.250.000 đó. Ra trên ghi đông giùm em ha, công tắc hiện dưới máy nha, đây công tắc bên đây, đầu bò zin giùm em nha, đó chỉ số serial bên đây ha. Bên em cho bán hàng cho kiểm tra hàng trước khi nhận nha, cho nên quý khách cứ an tâm ha. Thời 4.0 rồi, không có ai gạt ai được đâu. Mình mua hàng trên mạng gì mà thêm cái Zalo để xem máy thì giống như mình lại cửa hàng mình xem máy thôi. Rồi em qua cây C3 là một cây lắp bit nha, cái này là dòng Rubin cốc nha quý khách. Quanh mà gồ nha, quanh mà gồ, chữ trên đây chữ quanh mà gồ luôn ha, nhảy nổ cho mình luôn đó, zin hết nha. Cái này có 1.250.000 thôi nha quý khách ha, chúng ta tắt nằm đây tum liền nha. C3 cái này á, là cái miếng xốp thôi đó, nó miếng xốp nó bị cắn cắn chứ không gì cho hết là mềm. 1.250.000 mà có thêm một cái ổ cước zin đi theo đó, cái đó về mình gắn thêm cái dây găng vô nữa là thành ổ phát cước zin của nó luôn nha. Đó, ổ phát cước là xài đời đời nha, 22cc 31 ly có cho 1.250.000 thôi, 5 món đi kèm kiểm tra hàng trước khi nhận ha, dành cho những bác nào mà lớn tuổi đó thích nhẹ nhàng tầm 3kg 8 nha, máy này trọng lượng tầm 3kg 8 rất là gọn nhẹ. Tiếp đến là cũng xin đi qua nữa, mà cái này 22cc 31 ly nha. Chế này chế quanh bờ gồ luôn nha mấy anh, chế quanh bờ gồ luôn đó, cây này có 1.3 thôi, C4 31 ly ra trên di động ha. Công tắc với máy giùm em nha, em quay chỗ nào công tắc thì là công tắc cho đó. Những anh nào mà chưa sử dụng máy á thì nhớ xem kỹ những gì em nói nha, còn sử dụng rồi thì nó đơn giản thôi. Đầu bò riêng này nó trắng cỏ, em sẽ bổ sung sau ha, này thiếu trắng cỏ. Đây số series bên hông máy này để tâm liền nha đó, những anh nào có thể chụp được thì chụp lại, khi mà mình xem máy mình có thể đối chiếu lại ha. C4 1.3. Rồi em sang C5 là một cây Echo 209 nha, máy rất là đẹp. Chị quá khỏe luôn ha, cái này em đã lên chế mới, chế hai kim cho mình nha quý khách ha. Đó, mình sân lớn nó là rất là đẹp luôn. Cái này tum gợi tum nhôm nha, tum gợi tum nhôm Echo 209 giùm em nha. Đó, chạy cực kỳ khỏe luôn, có 1.350.000 thôi. Ra trên ghi đông nè, trắng cỏ zin mà trùng với màu áo mới ghê chứ, màu orange hay màu cam đó. Đầu bò zin nha, công tắc nằm đây nè, lắp xay luôn, quá đã. Công tắc nha, lắp xay nha mấy anh nè, lắp có thể tự xay, những anh nào mà biết cái ưu điểm của lắp xay á thì chốt cái này nha. Đó, có 1.350.000 thôi, chữ nhật không nè. Cái này mấy anh có thể chụp lại đằng khi mà mình chốt nhận máy á, coi đúng hay không, đúng máy mình chốt không á. Đó, made in Japan nè, chỉ số series nằm bên đây luôn ha. Và đã 1.350.000 cho cây C5. Rồi, cây C6 là một cây Ruby 23cc 32 ly. Trời ơi, cộng dây trắng tư luôn mấy anh ơi. Bên em á, là nhận hàng cho thử máy cho nên mấy anh cứ an tâm ha. Nhìn từ quá nhỏ.
Realme 23cc nha quý khách. 237 chứ. C6 23 2 ly này 1.4 bugi nồng đứng nha. Bugi đứng. Đó không phải nó lộn lum. Trong liền nha. Trên đây nè. Cái này là gai cho công tắc trên ghi đông nha. Chắn cỏ ghim đầu bò ghim nha quý khách ha. Đây, chắn cỏ màu đen nha. Đó. Cái mẫu này màu nó vàng vàng nha quý khách. Trong cái clip này thì nó vàng tươi nhưng mà nãy vàng hơi cam ha. Đó. Rồi cái này có 1.4 thôi. 5 món đi kèm nha. Rồi em sang C7 là một cây Magu 2330. Luôn. Chế này chế hai kim luôn ha. Cái lóc nó thì có dập chữ da banh nha, phía dưới này nè. Đó, dập phát in da banh giùm em ha. Rồi khi mà kiểm tra hàng thì có chữ da banh dưới đây nha. Chế này chế hai kim chế rim nó luôn. Cây này tum gợi tum nhôm ha. C7 32 ly 1.4. Đây tum gợi tum nhôm luôn ha, nghĩa là những cái tum 260 đều gắn dừa hết ha. Đó. Công tắc với ga trên ghi đông. Khi mà nóng chịu cái này thì em có thể lên ga với công tắc trên tay cầm cho quý khách luôn. Đó, cái này là chắn cỏ ghim đầu bò ghim luôn nha. Trong lốc nó bên hông là dập chữ da banh nè. Đó, cái máy này có C7 có 1.4 thôi. Về phát cỏ sân vườn, cỏ bờ đê, cỏ ruộng gì đó. Dưới mé sông rồi đó, phát đồ phát gia đình được chơi có 1.4 ha, vừa túi tiền. Rồi C8 là một cây Magu Yanma 23cc 32 ly. Cái này thì bình xăng chế của nó thì chế quanh bờ gồ nha. Đó, chế quanh bờ gồ, nhẹ nổi tiết kiệm xăng cho mình nha. 23cc 32 ly. Tum liền giùm em ha. Đây chữ nhật còn luôn đây ha. C8 32 ly 1.4 à. Công tắc thì nằm dưới đây, ga thì nằm trên ghi đông nha. Đó. Còn mà quý khách nào mà muốn ga bóp dưới đây thì nói em làm ga bóp. Đó, mà ga thì trên ghi đông ga giữ nha. 23cc, chắn cỏ ghim đầu bò ghim giùm em nha mấy anh. Cái này thì cái lốc nó cũng có dập chữ da banh luôn nha mấy anh ha. Dập chữ da banh trong đó đó. Đó, có 1.4 thôi. Rồi, C9, đồng cây Itachi. Chụp giật nó giống như trợ lực vậy đó ha, giật hay biết ý, giật hay nhẹ lên vậy nè, nó đã nhảy mẫu rồi nè. Giới thiệu chắc tôi qua em giật tay trái thôi nha. Công tắc ở đây, ga trên đây luôn, hai tay cầm, còn muốn lên một tay cầm thì em lên cho 237cc ha. Cái này là có cái chén úp ngược màu đỏ ghim của nó luôn nè ha. Cái chén này hạn chế quán cỏ vô luôn. Rồi cái này là chắn cỏ thì chắn cỏ ghim màu đen luôn ha, rất là xịn sò luôn. Isaki đó, tum liền giùm em nghe quý khách ha. Có hai cộng thun phía dưới nữa nè, bình xăng mình không có chậm đắt luôn. Isaki 237cc 32 ly nha. Cái này 33 ly luôn, cái này gần là 33 ly. Đó. Cái này bugi đứng nha. Bugi đứng. Rồi, em sang cây CM là 34 ly, cây này 1.5 triệu nha mấy anh. Cây này là dòng máy Sinewa. Cái này là 26 nha, 34cc. Chế hai kim giùm em nha mấy anh. Chế hai kim nhảy nổ ha. Chế này hai kim mà vừa tiết kiệm xăng, cái chế này ngoài tới 300-400 ngàn lận đó. Tại sao cây này lại bán 1.5 triệu, bình thường nó tới 2 triệu lận, mà do cái áo nó áo bu nó hơi xấu chỗ này ha. Những anh nào mà không chú trọng bên ngoài á thì lấy cái này giùm em. Cái này tum liền mà tum nhôm nha ha, 260 lận, tum liền tum nhôm, ra với công tắc trên ghi đông. Rồi đầu bò kim chắn cỏ thì nếu bổ sung sau. Rồi test đi. Thank you.
này dập cước được luôn nha mấy anh. Đó, cái này là có miếng xốp mềm nữa nè, ha, khi cắn bên hông không có bị đau nha. Đó, không có bị đau. Cây này có 1,5 triệu thôi, 34 ly luôn, vì nó 6 cái áo vô thôi chứ chất lượng máy vẫn còn ok ngon lành nha. Rồi C11 là một cây echo 250 32 ly luôn nha, rất là đẹp. Rồi, cái này em đã lên chế mới nha mấy anh ha. Chế này chế hai kim mà chế mới rồi. Đó. C11 32 ly, 1,5 triệu. Tum này tum gầy tum nhôm nha, 250 34 ly ha. Cái này nó cái sừng nè. Echo một sừng. Rồi, trắng cỏ ghim đầu bò ghim luôn nha. Chạy cực kỳ khỏe ha. Cái này dòng này là em bao mấy anh dập cước luôn ha. Chạy rất là khỏe do là lên chế mới cho nên rất là nhạy nổ nha. 1,5 triệu cho cây C11 32 ly. Cái này là dùng cho những anh nào mà ở vùng Tây Nguyên, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum đó, là cây này với cây này ha. Chạy cắt cỏ keo là đứt lìa luôn nha ha. Còn cỏ mềm thì thôi khỏi phải nói, đưa tới đâu là lìa lìa tới đó. Rồi C12 là một cây Isekai. Để là Isekai nhưng mà giờ mình là dòng Kawasaki nha mấy anh ha. 32 ly. Đó, Kawasaki TGX 23 ha, tum nhôm mà tum liền nha. Đó. Đây nè. Có cái đế bảo vệ bình xăng mình, cái máy này đặc biệt, càng chạy càng bốc nha, càng nóng càng bốc. Made in Japan nằm ở đây ha. Máy chạy càng nóng càng bốc luôn. Công tắc của nó thì mình nằm bên đây. Đó. Đi ra giữ giùm em. Đầu bò ghim luôn nha. Có 1,5 triệu thôi, ba cho mấy anh xài 3-4 năm. Nếu đúng công thức xăng khoan nhớt giùm em 1 lít xăng 40cc nhớt ha. Đó, 40cc nhớt 2 thì. Đúng công thức là xài rất là đã luôn. Rồi sang C13 là Tanaka Made in Japan ha. Tanaka này gọi là là chế quanh bờ gồ lê đỏ tự động nha mấy anh. Đó, khi mà mình bật lên như vậy, khi mà mình bật lên thế vậy ha, để em trả nó lại. Khi mà mình bật lên nó lên, khi mà lên ga nó sẽ nhảy về chế độ ban đầu, đó gọi là lê tự động luôn. Đây em sẽ dùng nhẹ cho mấy anh xem, này mua cho chị em phụ nữ. Màu trắng ở dưới đây nha, cái này là công tắc nha. Đó, cái này rất là nhạy luôn. C13 có 1,4 triệu à, 30 ly 21cc nha. Đó, ra giữ giùm em. Tại sao gọi là Tanaka 2 chấm? Tại vì nó có hai cái chân dài xuống dưới, mình xăng lớn mình không chạm đất thì gọi là Tanaka 2 chấm nha mấy anh. Rất là nhạy nổ, em giật tay trắng. Rồi, ai lấy cây này thì chốt giùm em 1,4 triệu C13. C14 là một cây T130. Cái C14 này, cái C14 này là cái công tắc nó nằm ở phía trước. Đó, công tắc nó nằm ở phía trước như thế này. Rồi bật xuống là tắt ha, bật lên là mở. Rồi cái này là dòng một dòng nó là Mitsubishi 130 32 ly nha mấy anh. Cái này em lên chế mới rồi ha, chế hai kim nhẹ nổ cho mình luôn. Đó, cái này tum gầy tum nhôm, đặc biệt cây này đấu bình xịt được nha. Giá trị của nó cao lắm. Ra giữ nè. Đầu bộ ghim nè. Máy còn rất là ngon lành nha mấy anh ha, chạy rất là khỏe luôn. Rồi em sang cây Komitsu 23cc 32 ly nha. Rất là nhạy nổ ha,
Má đẹp quá đẹp. Cái này chế quanh bờ gồ luôn nha mấy anh ha. Chế quanh bờ gồ, chữ quanh bờ gồ nằm phía dưới này nè, chỗ ngón tay em nè. Tâm liền giùm em. Có miếng xốp nè, miếng xốp chữ xe non luôn ha. Đó, quá đỉnh luôn. Miếng xốp này khi mà cắn ngang cái hông của mình á, khi mà mình quẩy dây đeo ngang nó sẽ không bị đau. Rồi công tắc thì nằm đây. Ga nằm đây cùng trên một cái ghi đồng. Trắng cỡ ghi đồng và ghi nha. Đó, rất là xịn sò luôn. Mà cái máy giá trị có 1,5 triệu à. Quá rẻ ha. Quá rẻ. À, những cái anh nào mà chuyên xài cơm Mitsu rồi đó là biết ha, cái thương hiệu này nó có rất là lâu đời luôn á. Rồi. Mua về khè mấy anh hả sớm. Xem thì sao. Cái này là xin đây qua. Xin đây qua mà trên chữ cái cặn của nó cũng dập chữ mát in Japan nè mấy anh. Đó tinh gợi tinh nhôm ha. Cái này thì chỗ mình bán dây đeo hoặc mình làm tay cầm cũng được luôn. Trắng cỏ mới đầu bò zin giùm em nha. Rồi ra giữ trên ghi đông. Đó. Cái này bình xăng đó là bình xăng mới nha mấy anh, nhưng mà nó rất là dày dặn ha. Bình xăng zin của nó thì bị vỡ rồi. Đó. Cái này là 100% ha. Máy rất là êm, rất là tốt. Để cực kỳ khỏe ha. Những anh nào mà thích bình xăng trên thì lấy cái này dùng cho em. C16 32 ly 1,5 triệu nha. Mẫu mã rất là ngon lành luôn ha. Về các cỏ bao đã, bao đứt, bao bền, bao rẻ. Rồi C17 là một cây Tanaka trợ lực ha. Giật trợ lực 28cc 35 ly nha. Đó. Rồi thêm cái chế 2 gin nhảy nổ cái nữa. Đó, vừa trợ lực vừa chế 2 kim. Rồi thêm cái chén úp ngược ở dưới nữa nè. Cái chén này mà khoan thêm 2-3 lỗ ốc cái nữa thành cái ổ phát cước gin luôn. Trắng cỏ gin ha, trắng cỏ mà nó tiệp với màu áo luôn nè mấy anh. Đó. Tung liền giùm em ha. Rồi cái công tắc nằm bên đây. 1,6 triệu nha. C6 cho cây Tanaka 28cc 35 ly. Rồi. Rồi em sang cây Maguyama. Maguyama này 26cc nha mấy anh. Đó, những anh nào mà xài Magu là biết cái danh Magu á thì nó chạy rất là đầm, rất là bền, rất là tiết kiệm xăng. Vì sao? Vì cái chế của nó là chế quanh bờ gồ ha, nhảy nổi tiết kiệm xăng. Đó, cái này thêm giùm em là tum liền nha. Hai cây này 1,7 triệu nha mấy anh, C18 1,7 triệu. Đầu bò ghiên nha, bên đây đầu bò ghiên hết, trắng cỏ thì nữa em sẽ bù sau. Rồi giữ cây này đi. Rồi, cái lóc nó có dập chữ mát in Japan luôn nha mấy anh. Đó, nằm trong đó nó có 1,7 triệu thôi. Rồi, em sang cây C19 là một cây Rubin. Rồi C19 là một cây Robin 34 ly, 1,7 triệu ha. Bình xăng ga bít tông nha. Đó, 261cc 34 ly. Cái này mình gắn dây đeo nè, như em nói ha. Mấy anh nhìn giùm em cái chỗ mà cái cùm của nó nè. Đó, rất là dày luôn. Đầu bò ghim nha. Ga này ga giữ. Cái nghe thổi nha em ơi. Tôi cho chị nghe cầm cái này là tum nhôm tum gời nha mấy anh. Đó, công tắc nằm đây nè, thấy không, tum gom tum gời luôn. Cái chân trống là rất là dày dặn luôn ha. Mua cây máy này em bao dập cước luôn nha. Đó, rồi sang cây cuối cùng là cây bốn thì. Cây bốn thì nè, 26cc 34 ly nha.
nó bị kẹt công tắc ở trong đó rồi chị. Cái này á là xăng riêng, nhớt riêng, anh nào không thích pha xăng với nhớt ha, không thích pha xăng với nhớt nó phức tạp thì chốt giùm em cái máy 4 thì nha. Máy này máy 4 thì nha mấy anh. Cái này thì em lên bình xăng con nó bình xăng mới rồi nha. Bình xăng riêng của nó không có nhạy nổ. Công tắc là nằm trên ghi đông ha. Ra trên ghi đông hết. Đầu bò riêng nha. Đây. Cái này là 1,8 triệu nha mấy anh. Đó, 1,8 triệu thôi. Xăng riêng, nhớt giùm em 4 thì nha. Tum liền nha mấy anh. Đó. Rồi bây giờ quá trình em like đã xong nha. Mấy anh thích cây nào thì chốt thì cứ alo cho em 0858256356. Gặp nữ YouTuber nhanh mai. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mấy anh vào ngày mốt nha.